toàn như mới các bác nhá. Như cổ bát xuất sắc luôn. Đờ 220 học 100, độ nhạy cực cao luôn. Công suất 600, 1200, 2400. Bây giờ phần trình diễn nhạc các bác nhá. Những bản remix, những bản nhạc nhẹ rất hay với loa này. Chưa bắt các bác anh em, anh đang trình diễn trầm của Ngọc La Mỹ Mãi đến từ hiệu PV, có mã là SP4G, một số loa dùng 2/40, một chấp kèn từ 220-100. Quá hay không nhá, uy lực mạnh mẽ, tròn chính, sáng trong, bay. Nhiều, chỉ muốn nhảy ấy. Bác kia tiếng bát nó thả, giải xếp tốc quất, giải trung phóng. Với đồng hoa này thì bát dưới đánh nhiều vào là low bát bác nhá, tức là bát thấp. Còn bát ở kia là mid bát, còn cái step bên này giải cao, rất rõ ràng, tròn chính. Phải lắm. Quá phè, quá phè mà hay lắm. Không hiểu được, hài hóa, vui được mà. Các bác mua loại về lấy vợ không cần phải thuê nhà sống đâu nhá. À quên, với lấy vợ hai. Không đỡ được buồn. Lê Bảo Bình với chú em Đình Dũng chơi được ấy. Hay. Remix hay. Đều lần. Bác kia có bát nó, bác kia nó đá. Không đỡ luôn. Ngình 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 ngình. Lại mở bằng sách thì cả phường nghe luôn nha, cả xã nghe luôn. Không cấm được. Có rên. Hay lắm. Giá đôi loa này là 30 triệu bao ship bác nhá. Đẹp xuất sắc. iPhone nó ra xung xịn và kẹt tiếng bát thả để tiếp tục quất và để tung ra phóng. Quá chuẩn chính, sâu sắc, ngọt nịm, mạnh quá, mềm quá, lực quá, êm quá, tinh tế quá, sắc nét quá nhá. Trước mắt các bác và anh em, Hành Viên đang tháo nội thất của một cặp loa đến từ Mỹ, thương hiệu PV, model là SP4G, một dòng loa sử dụng 2/40 từ 220 coi 100 và một tép kèn từ 14 họng 51 trên một thùng. Thì đây là một trong dòng loa mà theo giới audio nói chung cũng như là ở thế giới gọi là những ông vua mặt đất, hay còn gọi là chuyên cơ mặt đất, có thể có đánh ở ngoài trời, đánh sự kiện, đánh nhà hàng, đánh quán bar, đánh vũ trường, đánh trong nhà, đều thể hiện rất tốt về các giải âm nhạc. Ví dụ như là ở Việt Nam thì có những dòng nhạc như là Zumba, rồi là Bolero, nhạc đồng quê, nhạc trữ tình, thì đấy là những dòng nhạc lưu diêu nhá. Còn những dòng nhạc của anh kiểu như là tung đoành lên, đánh phê, đánh bốc đồng lên thì là Lon Top, DJ, Disco, rồi là Vinhouse, vân vân. Thì đấy là những cái dòng nhạc mà loa này có thể chơi được tất cả, tức là nó đá tất cả dòng nhạc các bác nhá.
Hơn nữa về hát karaoke thì có lẽ là không có một cái ngòi bút nào để tả được về cái độ hay nhá, độ phóng xa, độ rộng lời và độ dẻo của cầu mic. Thì ngày nay em về được luôn, có thể nói như thế không nhá. Đó là dòng loa như trước mắt các bác kia. Thì dòng loa này có thiết kế như sau. Nó là thùng gỗ và bọc lỉ. Đấy. Có kích thước như sau. Rộng là 54, sâu 70, cao 1m25. Và đây không? Sâu 70 thì bác nhớ là một cái loa full bình thường nó cũng có cái chiều cao là 70 thôi. Nhưng sâu này 70. Nếu như bác mà tay ngắn nó không với tới đâu nhá, không tới cái hậu nhá. Vậy tiếng bát nó ra nó giả như bom ạ, nó sâu lắm, nó mạnh mẽ. Đấy là em thật đó nhá, không phải bỏ nói dối. Thùng đẹp đó nhá, thùng đẹp. Tất cả góc cạnh này có những cái bò góc này để tránh cái là chảy xước. Thì với cấu tạo của loa này thì nó rất là điệu vợi một cái. Nó bố trí các bác là các cái tay sách rất là dễ sử dụng. Hai hông này và một tay sách này. Bác chỉ cần cầm tay đây và lấy chân đá đặt ngược loa lên là bác du ở dưới nó bánh xe nhé. Đấy, nặng nhưng mà có thuốc trị ạ. Các cụ gọi là vỏ quýt dày có một cái nhọn ấy. Đấy, bánh xe này rất là to với chắc lắm, bánh xe của Mỹ mới rồi. Và con này nó là SB4G. Đấy. Công suất đạt được là nhỏ nhất thôi nhá. 600W RMS 1200 phonogram, maximum nó là 2400W. Đấy. Thì cái này đã được Tây người ta chế ở những cái rắc như là lưu trích này, rắc cà lông. Rất đẹp thôi nhá. Loa không tí vết. Không tí vết nhá. Đẹp lắm, nói chung là con này xuất sắc luôn. Em để quay cho bác phân tần. Thì em nói là phân tần của BV thì bao giờ nó cũng cứ kiểu này con này. Không chạy được. Dây xoắn, những đời cổ thì bao giờ dây xoắn này. Ống bun. Biến áp thì đầy vào này. Biến áp này. Mấy biến áp này. Này hai biến áp này. To vật vã nhá, biến áp ấy. Điện trở to như cổ tay. Ống bun. Biến áp này. Nhiều lắm, chung là nhiều biến áp. Tí tỉ. Cực kỳ hay em nhá. Và phân tần bạo bạc. Đấy, dây bạc, phân tần bạo bạc. Rất là đẹp luôn, để bác nhìn tổng thể nhá. Thì giờ sẽ quay bác phải có tép mà đẹp lung linh cơ. Tép PV là cái tép huyền thoại rồi. Cái độ phóng, độ nhả, độ vẫy nó thì hay mà. Cổ tép từ là 14. Họng nó là họng 5122XT PV 8V Made in USA. Đẹp nhá. Mà cái phễu kèn thì bác tiền nó gấu nhựa ngon. Hay cả cái nhựa này đều là USA hết. Nhưng mà đã dùng BV rồi. BV thì có dòng 2G, 3G hay không nhá. 4G để 2XT tức lại cứ BV. Cái dòng tép thì nó có nhiều dòng tép như là 2XT này, RX22 này, rồi là vân vân. Thì cái độ phóng đều hay như nhau nhá. Đấy. Hay lắm. Thì em còn đôi nữa 3G không nhá. 3G nữa. Thì giá cũng hợp lý. Và đây của bác này, đẹp như mới, đẹp như tranh vẽ. Đấy. Sắt xi mọi thứ còn sáng bóng. Anh em đồng ý cái mạng này. Nhìn chưa? Có đẹp, gân lụa thẩm dầu 4 sóng. Đèn quýt bóng liễng này. Keo chỉ thẳng tắp. Mà nhìn đẹp chưa? Không một chút gợn nữa nhá. Ok. Đấy, em úp hai cái này xuống. Còn cả cao su bảo vệ vành từ nó bị sướt. Sướt thì nó đau. Nên nó nhà xuất cái này cho một cái đệm cao su này vào. Để cho cái từ nó bị đau nhá. Từ 220 con 100. Xương thẳng. Màu nhũ. Lao em thì cứ bao bác là xuất sắc đi. Đấy. Xuất sắc bao nhá. Đẹp lắm, nói chung là đẹp. Đẹp xuất sắc rồi. Cho anh em. Về chỉ việc chơi thôi. Đấy, em mà em phải có một đôi mới nhá, không có hai đôi đâu. Cho nên là các bác thấy hợp thì bác múc luôn nhá. Không có nhiều đâu. Đây. Các bác xem xong em quay phía trên này. Ui giời ơi, đẹp lắm bác ơi. Loa của anh Nguyễn thì đẹp lắm này. Đấy, dí sát. Giữ chậm. Để anh em ngắm nhìn được cái độ đẹp. Độ phê của nó đây. Là cái bẩn mất nhá. Quá đẹp đúng không ạ? Đấy, toàn bộ nội thất em đưa xa đưa gần để bác nhìn này. Thì em thông báo giá luôn bác nhá. Đôi này có mức giá em đang chào rất tốt đó. Cả bao ship. Tính cho các bác là 30 triệu bao ship tặng một cặp tiền loa nhá. 30 triệu bao ship tặng một cặp tiền loa. Bác ở trong miền trong chuyển khoản em 2 triệu, miền Bắc thì 1 triệu rưỡi thôi nhá. Đấy. Bao chuẩn bao phê anh em luôn. Cái loa này không thể không hay em nhá. Đánh được tất cả dòng nhạc luôn, từ bạo lực, từ nhẹ nhàng, từ hát đều ok. Mọi thứ mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Anh Nguyễn ra Hà Quốc nhá. Thì ngoài những cặp loa 4G em còn nuôi 3G này.
3G với 2G hay lắm, đứng hay lắm, bát như trang, chắc như vậy nhá. Bát tép con 3G này với 2G là giống y hệt này, chẳng khác gì bạn. Giá 19 triệu, đôi này là 30 triệu thôi nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi livestream nhá. Chúc các bác có một ngày vui vẻ.